Xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Mấy chú thợ hồ nhà em thì em đoán là làm tầm khoảng 5 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai mấy chú làm nè. Hôm qua sau khi mà đập dỡ bỏ hết đó, thì bây giờ mấy chú bắt đầu xây dựng lên một cái vách tường mới ngay chỗ này. Chỗ này em dự định sẽ làm phòng bếp. Ngoài đây thì em sẽ làm một cái bếp củi với lại là một cái lò nướng bằng đất, để mà vào mùa hè thì mình có thể sử dụng ở ngoài này. Còn vào mùa đông thì chắc chắn là mình chỉ có thể sử dụng ở trong nhà. Chứ mùa đông thì ra ngoài á rất là lạnh, không thể nào mà sử dụng bếp vào mùa đông ở bên ngoài trời. Cái nhà kho này á, bây giờ em sẽ dựng thêm vài lớp gạch nữa để cho nó cao lên một chút. Khi mà mình bỏ mái ngói vào thì nó sẽ thoáng. Cái xe cần cẩu này múc mấy cái gạch đá rồi này kia không có cần dùng á, đem bỏ không bà cô chú? Rồi người ta nói là để người ta móc giùm cái móc giùm cho mình cái chuột heo luôn, cho nên là em kêu nếu vậy thì người ta móc giùm em luôn. Rồi em để cái chỗ trống đó, sau này cái mình suy nghĩ ra mình làm cái gì thì mình làm sao. Còn giờ sẵn xe thì để cho người ta móc giùm mình cho gọn luôn cũng được. Cái xe cần cẩu với lại mấy chú dọn rác á, là mấy chú hay làm ở trong thôn. Cái này á, thì sẽ điều hướng bên anh trưởng thôn. Anh trưởng thôn á, sẽ là người quản lý mấy chú này và thuê mấy chú này làm. Thì bữa nay á, là nhà tụi em xây nhà á, thì cũng kiểu như là anh trưởng thôn giúp tụi em nói một tiếng để mấy người này qua phụ dọn giùm rác, chứ không có tốn tiền. Còn nếu như bình thường mà mình bỏ tiền ra mà kêu mấy chú qua xúc á, thì mình cũng tốn thêm cả mấy triệu đó cả nhà. Và mấy chú qua dọn giùm á, thì cũng có được tiền lương từ bên trên anh trưởng thôn đã trả cho mấy chú hàng tháng rồi. Cho nên nói chung là đây giống như là anh trưởng thôn đang giúp đỡ tụi em. Và sau này thì tụi em sẽ trả ơn nghĩa bằng cách là sau này lâu lâu á mời anh đi ăn. Hậu cháu à? Hả? Sao bà? Tôi vô rảnh chẳng vô lây cho tôi là. Tôi. Em nói là cái này mà dùng người đặt á là đặt lâu. Tại hồi ngày qua mấy cái chú mà dỡ cái nhà cũ cái kho cả nhà, dỡ cái nóc lên mà cho dỡ cả buổi sáng luôn. Mấy cái đống rơm đó với lại là cái ở trên vách đó mấy chú dỡ lâu, mà bây giờ có cái xe này á là nó ban một cái là sạch sẽ luôn. Đúng là xe này có lực. Em
em nghĩ là mấy chú thì cũng có người là thợ chính và thợ phụ. Mấy chú mà thợ chính thì đứng xây, còn thợ phụ thì bưng gạch. Nhưng mà theo cái chú mà chủ thầu á, thì chú nói là trả công cho mỗi người là 200 tệ, là 700 ngàn tiền Việt mình á. Nhưng mà em nghĩ là sau khi chú nhận tiền á, thì chú sẽ chia ra. Cái người thợ chính thì chắc là lương sẽ cao hơn người thợ phụ. Nhưng là có điều là chắc chú không có nói rõ cho mình biết thôi. Nên là đôi lúc em quay video á, có mấy chú thợ phụ đứng chờ, hoặc là không có rên gạch này kia, thì cả nhà nói là thợ này làm kiểu như là chất lượng không có tốt, với lại là hay đứng không. Nhưng mà đa số là toàn mấy chú phụ hồ đứng không á cả nhà. Còn thợ chính thì mấy chú vẫn luôn tay làm không có nghỉ. Hôm qua giờ mới bắt tay vào sửa 2 ngày thôi mà tụi em đã chi ra tiền mặt là hết 1 vạn rồi, là hết 35 triệu tiền Việt mình. Trong đó chỉ mới bao gồm là đất cát với là xi măng, còn mấy tiền như là tiền thợ và tiền công luôn này kia thì chưa có tính vào. Và đất cát với lại xi măng lại gạch đó là ở xã nói là ban đầu tính á nó không có nhiều như vậy, nhưng mà sau khi mà mình xây lên á, xây từ từ thì cái này cái kia thiếu á, người ta chở tới liên tục á, là nó phát sinh ra cái khoản này quá trời luôn. Thì em đưa trái dưa hấu cho mấy chú vô cắt nha cả nhà. Yên á, xài đi lấy cơm. Mười một giờ rưỡi mới ăn cơm mà hôm nay á mấy chú làm bị lỡ dở cái kia không có vật dụng á cả nhà, thế là mấy chú qua ăn cơm luôn. Em tranh thủ em chạy ra lấy cơm nên là đưa dưa hấu cho mấy chú vô tự cắt, chứ em không có cắt cho mấy chú luôn. Thái Lan Việt Nam là thủy nguyên cái địa phương. Ừ, xuất thân đại gia bá đó, cố sự biên phong, tôi cũng là thành thành đại gia bá luôn. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt 哪来的？一袋黄，一袋黄的，我这看着呢。大家这里嘛，这大家娃的，正常。Ba đang khoe sải chụp cho ba xem con tôm hồi đó ở Việt Nam bự cả nhà. Đó là sao vậy? Cái gì chán lắm vậy? Ta nói nói 多少他在越南也也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 也
我带他就好办。啊，家人。你像我们这样的，帮你补办呢。嗯，但是你可以办旅游签证。 然后你就好办。我就办旅游签证。对对对。上面旅游用不到钱。对对。用不到钱。加布诺，你就找中国的一个别的城市，就那样。对。你吃饭啊？你也吃饭啊？你就在那边。那什么的，你涂的什么那个来了？地瓜螺了是吗？地瓜螺。我说那块是个人。 他来了，那边有的瓜螺来，那个人来，吃吧吃吧，你也吃吧啊，讲方式，看看。 Bắt tường này kia thì đã dựng lên tới đây rồi này cả nhà, dựng lên tới đây xong rồi ở trên thì mình sẽ lợp la phong, nó sẽ kín hết luôn nha. Mấy chú này thì chỉ là thợ bình thường ở trong thôn á. Thì bữa trước là ba chồng kêu, à xã cũng không ưng ý mấy chú này lắm, nhưng mà lúc đầu lỡ kêu rồi, mãi giờ mình hồi ý lại thì cũng kỳ. Cuối cùng là để cho mấy chú qua làm luôn. Thì mấy chú làm thì rất là làm xuyên, kiểu như là làm không có ngưng nghỉ tay. Nhưng mà có điều thì cái cách làm ấy thì cái tay nghề còn hơi yếu cả nhà. Giống như là người nông thôn người ta làm nó vẫn còn yếu á. Cho nên là thường mà những cái thợ mà người ta, thường mà những người mà người ta xây nhà lớn ở trên thành phố là người ta sẽ ít kêu mấy chú này hơn, hoặc là làm một căn nhà chỉnh chu luôn thì người ta ít kêu hơn. Còn mà chỉ sửa lại một cái chút gì đó trong nhà,
thì người ta sẽ kêu mấy chú này qua làm giống như là sửa sân hoặc là sửa mấy cái mái hiên đồ này kia đó ông bà cô chú. Hai ơn trước à. Hai cái này sẽ chung với nhau chiều cao luôn, xong mình lợp cái ngói bên trên lên. Bên đây thì em có làm cửa nhưng mà em định thì bên đây em không có làm, em chỉ để cái bếp đồ này kia. Anh xã kêu bụi rồi anh xã cũng kêu là làm cửa nhưng mà em cũng chưa biết sao, để từ từ tính nha cả nhà. Còn này là cái sân. Cái sân này mai mốt là sẽ đắp lại từ từ hết luôn, đắp chung với lại cái này đi ra ngoài đường. Chỗ này để trồng hoa nè ông bà cô chú. Cái này á là xây hai cái cột chính lên trước nhà để mình gắn cổng. Anh sẽ nói là khi mà đập ngày qua những cái người kia mà mở rộng cổng ra, đập cái cột này ra nè, mới biết là người ta sử dụng ở bên trong toàn là đất để mà làm không à nè. Người ta sử dụng đất để người ta chét cho nên nó không có cái lực cố định á ông bà cô chú. Chắc là làm từ cách đây rất là lâu lắm rồi, cho nên là cái cột cổng nhà người ta mới sử dụng đất á. Anh sẽ nói nó yếu. Kiểu như bên ngoài nhìn thấy chét xi măng mình đâu biết đâu, nhưng bên trong toàn là đất không à. Nên nó yếu rồi, thành ra là ba nói là đập hai cái luôn đi, chứ để mà đập một bên á là một bên kia nó còn yếu á, mình gắn cái cổng bằng sắt vô thì nó sẽ không có cái lực để nó chịu được, thành ra là đập hết hai bên luôn. Và cái này gọi là chi phí phát sinh nè ông bà cô chú. Ban đầu mình không biết á là cái này mình sẽ phải tốn thêm tiền cái này, nhưng mà xong rồi làm ra tới đây cái là bắt đầu mình phải tốn thêm gạch cát xi măng đồ vào đây nữa, tốn thêm mấy ngày công người làm thêm nữa, mấy chi phí phát sinh bên này. Hồi nãy ba qua đây xong rồi ba về ăn cơm á, thì ba nói em là mai mốt em chán xi măng hay là em lót cái gạch bông gì đó ơn trước luôn cho nó sáng. Cái em nói chợ giờ đang không có tiền, cái em nói ba lại giờ sửa trong nhà thôi, rồi từ từ hả, khi nào mà mình thấy mình làm từ từ mình có tiền lại thì mình sửa ơn trước cổng, mình lót gạch hay mình làm gì đó thì mình tính sao. Còn tạm thời bây giờ cứ xây cái cột lên rồi mình gắn cái cổng vô để hờ thôi, chứ bình thường đường ở ngoài trước thì mình cũng không có rao ở đây. Nên với lại là cái đường em không phải là trục đường chính nữa, nó cái đường chặt ngang nè, đường nhỏ vậy nè, nếu mà làm ở đây thì cũng đâu có ai đi ngang qua đâu mà ngó, không ai mà xem hết trơn á, cho nên làm như vậy thì nó uổng đó cả nhà. Thấy tới cái siêu thị là bắt đầu mình chặt cua qua rồi, nó không phải là trục đường chính ra ngoài quốc lộ, cho nên đó là kiểu như nó cũng khuất tầm nhìn, đâu ai đang trước đâu. Sau này em nghĩ khách khứa mà ai tới nhà em thì cũng chắc là đi đường sau chứ ít ai ra trước lắm. Bữa nay ở chỗ em á, thời tiết nó mát như vậy á, mấy chú làm em thấy cũng đỡ mệt nè ông bà cô chú. Nhưng mà dự báo thời tiết hôm nay thì có mưa, cho nên là không biết hôm nay thì sẽ làm được tới tầm khoảng mấy giờ. Sáng nay đáng lẽ là 5 giờ, bình thường là sẽ là 6 giờ sáng làm tới 5 giờ chiều. Và buổi trưa nghỉ một tiếng, là một ngày công là 200 tệ là 700 ngàn tiền Việt mình. Nhưng mà sáng nay sẽ nói qua lúc 5 giờ mấy là thấy mấy chú bắt đầu làm rồi cả nhà. Mấy chú bắt đầu làm trước cho tụi em rồi. Và 5 giờ rưỡi là mấy chú mới về nhà luôn, mấy chú làm về trễ hơn luôn. Nói chung là rất là tốt luôn cả nhà. Với lại là mẹ nói do tụi em lo ăn uống cho mấy chú chỉnh chu á, cho nên là mấy chú làm thật tâm thật tình cho mình. Chỗ này có cái gốc cây này, giờ tìm cách để mà bấn cái gốc cây này lên. Thank you.
mình nè. Nói đi Phan ơi, muốn chọn Phan đi sang cô giới thiệu mình chủ Phan chưa? Ờ, chứ chị sai. Đây là cơm của ngày thứ ba nè ông bà cô chú. Cơm này cho mấy chú thợ hồ. Có lòng heo. Lòng heo xào này ở ngoài quán á, người ta nấu á. Mình để sẵn ở trong cái hộp này cho mấy chú ăn xong rồi dọn cho nó gọn á. Chứ mà mình bỏ ra dĩa nữa thì mất công rửa. Cho nên là như vậy cho gọn nha bà cô chú. Cơm bữa nay, đây là đồ ăn Trung Quốc, người Trung người ta nấu. Đây ngoài quán người ta nấu luôn nha. Dầu mỡ quá trời luôn. Thấy Trung Quốc sai xá đâu, đốt sư dậu ha. Chủ xá tu sư dậu. Vẫn là đồ ăn Trung Quốc nấu gì cũng toàn là dầu mỡ không à. Cái đầu heo này nè, em mua là hết 20 mấy tệ, là tầm khoảng 70 mấy ngàn tiền Việt mình đó bà cô chú. Mua ở ngoài nha, chứ không phải của cái quán này. Nếu mà trong quán là người ta sẽ lấy tiền lời thêm á, nó sẽ đắt hơn. Đó là cơm hộp. Giờ chờ mấy chú qua ăn thôi. Bữa nay á, cô hôm bữa em bắt á, còn nhiều. Với lại là em cũng có thời gian để làm kịp một cái món canh. Nên là mấy chú gần qua á, thì bây giờ em tranh thủ đứng nấu thêm cái nồi canh trong vịt. Với lại á, là gạch cua đồng này cả nhà.对。 这回一搅就妥了，这不过这玩意，这回不用割了，这回就妥了，旁边豆腐，旁边豆腐，你跟张这啥做法？大事小事，大事小事，小事，那个。 Tính ra làm mệt vô á, mà có ba bát canh nóng như vậy á, em thấy mấy chú cực kỳ thích luôn. Ai cũng thi nhau uống canh, với lại là gương mặt nhìn rất là mãn nguyện luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em còn tới một cái chảo riêu cua lớn luôn, cho nên bây giờ em làm thêm một ít, em để dành trong tủ lạnh rồi nhà em nấu ăn từ từ nè. Ba em đang tưới nước rồi cho mấy chú lót gạch đâu bà cô chú. Đây pha xong, chú mới pha xi măng xong. Mấy chú chén không có điều ta, sao không có điều ta? Ba giao chẳng sư cho ha. Chẳng suy nghĩ xin là ba mấy rằng lại nó bê. Mấy con cho nó đi khăn đậu. Cái tâm nó cho cái sức là tôi tùa chả. Sổ tùa ra. Mấy sư gia lý hảo khang xin là ba chồng em thích dán gạch bông hơn trước á cả nhà. Mà em thấy dán ấy đâu sư. Em thấy dán tốn quá, tốn kém quá. Ba đang nói với tụi em sáng giờ luôn, nói dán gạch bông đi cho nó đẹp. Nói sáng giờ mà em thì em thấy chi phí cái đó nó tốn quá cả nhà. Hậu lo, chẳng biết đó, hậu lo. Chứ học khang thôi mà. Chú nói để chú làm xong xuôi, chét xi măng xong là nhìn đẹp liền. Ba muốn lót gạch bông tới đây lót trước cổng nè, mà nó tốn nhiều tiền quá cả nhà, nên là tạm thời chỉ còn chén cái xi măng này lên thôi, là em thấy nó cũng chỉnh chu hơn đợt trước nhiều rồi. Nhà hàng xóm bên kia cũng giống vậy mà. Cái chuồng bò với là chuồng ngựa bây giờ nhà em đặt ra thấy nó bự quá trời bự luôn. Thế là em làm cho nó cao lên một xíu nên nhìn nó rộng quá trời rộng luôn á cả nhà. Này, cái này mấy chú chừa lại cho em để gắn cái cửa sổ. Bự không? Rộng không cả nhà? Chú làm tới 5 giờ 17 phút rồi mà vẫn làm không bà cô chú? Chú kêu quét hồ.
đâu rồi. Sau một ngày, giờ này là cái thời điểm trông chờ nhất trong ngày hay không ba cô chú? Được về nhà nghỉ ngơi. Vì đốt khói nấu ăn cái bếp củi với lại thông qua cái giường đó ông bà cô chú. Nên là mình thấy có khói nè. Vậy là lây hay xong hết ngày thứ ba rồi nè ông bà cô chú. Cảm ơn ông bà cô chú đã yêu thương, đồng hành và góp ý cho em trong khoảng thời gian sửa nhà này. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ xem video của em. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo vào ngày mai.